Thưa quý vị, từ 0 giờ đêm 23 tháng 6 kéo dài cho đến trưa hôm qua 24 tháng 6, đường 965, tuyến đường dẫn vào các cảng container ở khu chợ Cái Mép Thị Trải bị ùn ứ nghiêm trọng. Nguyên nhân là do một số cảng tại đây trả container rỗng cho các chủ hàng đến từ các địa phương khác. Việc trả container rỗng giúp các cảng giải phóng bãi nhanh, còn chủ hàng thì có container để đóng hàng mới, qua đó khắc phục tình trạng khan hiếm container rỗng thời gian qua. Tuy nhiên, với việc cảng trả một lượng container rỗng lớn trong một thời điểm đã khiến cho tuyến đường bộ vào cảng bị ùn tắc. Thực tế này một lần nữa cho thấy vấn đề giao thông kết nối cảng cần được quan tâm thúc đẩy hơn nữa để việc thông thương hàng hóa cảng biển thuận lợi, hiệu quả hơn. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho hoạt động tại một số cảng lớn trên thế giới bị đình trệ, chậm tuyến và thậm chí là hủy tuyến. Trong mối giao thương gắn kết như hiện nay thì bất kể là ách tắc từ cảng nào thì đều tác động đến cả chuỗi cung ứng toàn cầu. Có thể thấy rõ nhất là tình trạng thiếu container rỗng do chu trình luân chuyển container bị chậm lại và các container không quay đầu kịp về các nước châu Á, nơi đang rất cần container để xuất hàng đi. Vấn đề này rất nóng vào thời điểm cuối năm 2020 và chỉ phần nào được cải thiện trong những tháng đầu năm 2021. Để góp phần giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp cảng tại khu vực Cái Mép Thị Vải đã tạo điều kiện tối đa cho các chủ hàng lấy container rỗng tại cảng. Cái Mép cố gắng làm đó là làm sao giải phóng container rỗng nhiều nhất có thể, nhanh nhất có thể để đưa bằng vận tải đường thủy đến các cái cảng sông nằm ở nơi gần nhà máy. Đấy là điều chúng tôi đã tập trung làm từ cuối năm ngoái, cũng như là khuyến khích các chủ hàng đến lấy trực tiếp ở khu vực cảng Cái Mép để tránh vấn đề tắc nghẽn tại các cảng sông, do việc là các cảng sông bị tắc nghẽn cho khai thác, do vấn đề là xà lan bị chậm, nên là chúng tôi có khuyến khích chủ hàng đến trực tiếp Cái Mép Thị Vải nhận container rỗng để đẩy nhanh vấn đề đóng hàng và xuất trở lại. Đây là một số biện pháp chúng tôi cố gắng đã giúp cho các hãng tàu và các chủ hàng trong việc có được container rỗng. Hiện tại, các cảng cảng ICD và cảng ở thành phố Hồ Chí Minh không còn chỗ để chứa container rỗng. Do đó, các chủ hàng phải chấp nhận chịu thêm chi phí vận tải đường bộ về Cái Mép Thị Vải để lấy container rỗng, càng sớm càng tốt. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 6, cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép tiến hành cấp khoảng 1.000 container rỗng, tương ứng với từng đó phương tiện lưu thông trên đường 965 để vào cảng lấy container. Chưa kể các phương tiện ra vào các cảng khác cũng nằm trên trục đường này. Đó chính là lý do khiến đường 965 bị ùn tắc cục bộ. Đối với vấn đề này, lực lượng chức năng địa phương không có cách giải quyết nào khác ngoài việc bố trí lực lượng cảnh sát giao thông ra điều tiết giao thông. Sau khi nhận được tin báo về cái vấn đề ùn tắc giao thông ở đây, thì đội cảnh sát giao thông công an thị xã Phú Mỹ đã triển khai lực lượng, triển khai những cái chốt chặn cho những cái xe vào các đường nhánh trong khu công nghiệp. Liên hệ với lại cảng, với lại chủ những xe container này để có biện pháp phối hợp với nhau để không dồn cùng một lúc quá nhiều xe đi vào để lấy container về. Để phục vụ cho việc kết nối cảng biển tại khu vực Cái Mép Thị Vải, đã có rất nhiều dự án đường giao thông được Trung ương và tỉnh đầu tư như tuyến đường liên cảng Cái Mép Thị Vải, đường 965, 911B, đường Phước Hòa Cái Mép. Nhiều dự án cũng đang được xúc tiến đầu tư như tuyến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cầu Phước An, không chỉ phục vụ cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà còn phục vụ cho việc liên kết thúc đẩy kinh tế vùng. Tuy nhiên, nếu việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối cảng biển chậm thì tình trạng ùn tắc đường ra vào cảng chắc chắn sẽ còn xảy ra, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, nhất là khi sắp tới đây có thêm hai cảng ở hạ lưu được đưa vào hoạt động. Do vậy, các doanh nghiệp cảng tại Cái Mép Thị Vải đang mong muốn những tuyến đường giao thông kết nối mới sớm được triển khai để cảng biển có thể phát triển thuận lợi hơn.